một năm trước đây, cuộc hành trình của mẹ Tâm bắt đầu với bao niềm vui và hạnh phúc khi mang thai. Một em bé dễ thương đang nằm gọn gàng trong bụng mẹ. Em bé đó có tên là An Bình. Trôi qua đối với mẹ Tâm là những khoảnh khắc vui vẻ, mong đợi đến ngày em bé An Bình chào đời. Em bé An Bình đã đến bên bố mẹ, mang đến niềm vui và tình yêu không giới hạn.